Tập cùng sao? Lệ Quyên từ amateur trong khoản tập tành, giờ tự tin làm PT hướng dẫn. Lệ Quyên, cái tên khi nhắc đến không ngừng gây tranh cãi. Quý cô U40 là một trong những giọng ca bolero đầy nội lực của showbiz Việt. Nhưng khoảng thời gian gần đây, người ta chú ý đến cô với những xì xào về cách ăn mặc và vóc dáng nhiều hơn. Kể từ khi công khai mối tình với bạn trai trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên như được thay máu thành phiên bản mới hoàn toàn. Tủ đồ của giọng ca duyên phận dần phủ sóng với những item thời trang xì tin như áo crop top, quần short ngắn cũn hay thậm chí là thả rông xuống phố. Cô cũng chẳng ngại ngần đăng tải những dáng chụp theo dân tình nhận xét là khiêu khích và phản cảm. Có khi, để đáp trả lại những bình luận tiêu cực, Lệ Quyên còn tá bạo kéo quần trễ nải và kiểm chứng body sát màn hình. Để có được sự tự tin nhất định đó, cô nàng đã đầu tư rất đắt cho bộ môn tập luyện dù trước đây vốn chẳng mặn mà cho lắm. Hành trình thay đổi vóc dáng tích cực của bà mẹ một con là điều ai cũng có thể công nhận. Ở tuổi 40, để được vòng eo thon gọn và gợn sóng múi cơ số 11 như Lệ Quyên là điều không phải ai cũng làm được. Những ngày đầu bập bõm bước vào thế giới của người mê gym, Lệ Quyên thường chỉ ưu tiên những bài tập căn bản như chạy bộ. Một số động tác tập của cô nàng còn chưa vững, nhưng giờ đây đã được cải thiện đáng kể. U40 đầu tư mua sắm tạ về nhà và linh hoạt trong các bài tập. Cô tập trung mạnh nhất cho các nhóm cơ bụng và cơ mông đùi. Một số bài tập mà người đẹp đã áp dụng tại nhà là squat và hip thrust. Với bài tập ăn sâu vào mông, dù thiếu dụng cụ tập cũng không làm khó được cô. Ngay cả những bài tập bụng, có thể thấy khả năng giữ thăng bằng và gồng co của cô rất tốt. Nữ ca sĩ cũng rất chăm chỉ ra video gợi ý các bài tập và nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc cho cộng đồng người hâm mộ. Nhìn chị tập nhẹ nhàng nhỉ? Cũng mất một thời gian bạn ạ. Mấy động tác tập bụng sao mình tập bị đau lưng không à? Nàng có bí kíp gì không? Hay mình tập sai? Bạn gồng bụng và không để lưng chịu lực nhé, Lệ Quyên đáp. Hay khi được hỏi kênh tập bổ ích, Lệ Quyên cũng nhiệt tình trích dẫn. Đây nha, nhiều bài lắm. Khởi điểm với dáng người hơi gầy và mỏng, để trở nên nóng bỏng như hiện tại, nữ ca sĩ cũng phải chú ý rất nhiều đến bộ môn ăn uống. Người đẹp thường dí dỏm khoe tài nấu nướng với nhiều món ăn ngon bổ và thuần Việt như bún măng sườn, miến xào tôm, gà xào nấm. Và xen kẽ trong đó không thể thiếu các món ăn healthy như yến mạch và hoa quả. Theo Lệ Quyên, đẹp không dễ nhưng cũng chẳng khó. Đừng nhịn ăn, đừng kiêng bất cứ thứ gì bạn thích. Chỉ cần cảm nhận và biết cách ăn thì sẽ không bao giờ xấu. Đón xem tập cùng sao trên eva.vn mỗi tuần để theo dõi bài tập và thực đơn ăn uống của người nổi tiếng trong showbiz. Tập cùng sao, vui biết bao!